chuẩn bị còn một tiếng nữa là tôi ra máy bay, tôi đi lên máy bay, cho nó nói dài một tiếng nữa thì là bà xem ai có đau bệnh gì thì bà trị cho họ. Đó. Nó nói là em lo trị bệnh không có đi tiếp, không có đi uống cà phê. Nó mới nói bà cứ ra sân bay là xem nốt con ai bị bà chữa nốt thì nó xem ai đau thì trị cho họ. Cho em 10 giây mà em bà xem bữa nãy có ai gì chưa nứt bà đánh xe máy đau thì bà mê quá em về em trị qua em về em trị nha cô em mười đây có mười mười ba mười bốn năm tại biết bà cô ơi bà chị cô ruột ấy bà dưới Biên Hòa em về em xuống Biên Hòa em thăm bà cái xong em vô cái cửa hàng bên đó không được cái cô dạy em là mồi em mồi ra cái bà nói luôn trời bà nói luôn cô bà nói là bà nói xong cô trời ơi mừng quá trời là thôi bây giờ em lên Sài Gòn em ở nhà chú thôi bây giờ cô theo con lên chú con á để ngồi rồi chữa lưa chữa ôm ra xe đưa lên hai hôm sau là coi như em trị bữa đó xong là em cái đầu nhúng hết vậy này cô nún nún thiếu đường bút hàng ra bằng hãy cứu xe bút ra em massage hết toàn thân bả cái lưng này cái vai nó lệch rồi cái lưng nó kẹo quá vậy này em chỉnh hết này sau lưng trời quá em thấy cái hông một bên đi họ giờ cứ xịt nhà này nghiêng em đẩy qua một bên luôn cô em đẩy bên cái tự nhiên đứng dậy đi luôn cô trời đứng dậy đi lên cầu thang xuống cầu thang luôn cô ôi mừng hết lớn ấy đúng không cô mới nói mừng hết nổi bao nhiêu bằng bạc cô không bằng cô ơi, em làm cho cô luôn á trời ơi mừng gì mà cái cả nhà thấy lại cái đêm từ mấy người đang ở mắt kinh nhớ ở tuốt ở dưới An Giang cô đem lên cho em trị đem lên kiểu như su gia đó nghe dạy cái đêm con dao nữa đó nó thấy hay quá lặt đặt đem lên em trị cũng đỡ cô em làm mắt trí nhớ mất cô 3 năm nay nằm bệnh viện hết đường là đưa xuống đi đưa xuống chùa bỏ dưới để như chùa con gái theo để như chùa luôn bây giờ đem lên cái em làm cái tỉnh táo khỏe cái 3 ngày nay bây giờ em vô đây bác em về nhà nó trị.